penyebut hatku mengkuzi. Bay theo làn khói về mùa xuân lòng lầy. Mỗi người một cái ôm. Mai chị ra ôm nhau trước rồi. Mình ôm nhau lại cái. Xin phép quý vị ạ. Đứng giữa đi. Em đứng giữa. Em vô cùng cảm động. Bây giờ bỗng dưng em rất là cảm động. Em không biết tại sao.
hay là vì tiết mục của mình bùng nổ quá? Tiết mục này là tiết mục mà Quang Hà, Si Black và Phương Thanh nghĩ ra chỉ chiều hôm qua thôi, không có trong kịch bản của chương trình. Đúng ra bài hát này là song ca với Si Black riêng thôi, nhưng mà Hà muốn rằng là trên sân khấu xuất hiện ba chị em chúng tôi có rất là nhiều những tình cảm. Ba chị em cao đều bằng nhau vậy ạ? À, thế nên là ngày hôm nay khi hát bài hát Ly Cà Phê Ban Mê xong, em vô cùng xúc động lắm. À, nói chung là khi mà ba người ra hát, tự nhiên mình hát bài này bao nhiêu năm rồi, phải nói gần 20 năm. Nhưng mà khi hát tam ca lần đầu tiên, hát tam ca thì Si Black lại tự nổi da gà. Mình nghĩ rằng là dưới đây cũng máu quá. Cho nên là cảm ơn hai ly cà phê này quá là đặc biệt đúng không vị? Vị rất là chát. Một tràng pháo tay cho ban nhạc và cho Quang Hà, Si Black và Phương Trang xin cảm ơn nhiều. Ban nhạc, lỡ trao pháo tay cho ban nhạc đi quý vị.